Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 100.000 cái token FSHSF nhé. Để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó đăng nhập vào biểu mẫu Glamio và thực hiện các nhiệm vụ. Rồi nhiệm vụ đầu tiên là theo dõi Twitter. Ok, chọn theo dõi. Rồi, quay trở lại. Bấm tiếp tục. Retweet lại bài đăng. Rồi, tweet lại. Ok, quay trở lại. Rồi, sau đó tweet lại. Đăng tweet này. Rồi, quay trở lại. Bấm vào đá tweet. Theo dõi vào Telegram. Đó. Theo dõi vào Medium. Thì mọi người bật VPN lên nhé. Rồi, sẽ join vào Medium. Ok, chọn theo dõi. Rồi, quay trở lại. Bấm tiếp tục. Rồi, sau đó join vào Telegram. Rồi chọn join. Ok, quay trở lại. Bấm tiếp tục. Ok, sau đó là nó yêu cầu nhập cái mã định tín của nó nhé. Thì mọi người sẽ sao chép cái mã định tín ở dưới phần mô tả. Sau đó thì sẽ dán vào đây. Rồi mọi người sẽ dán cái mã vào đây cho mình. Bấm tiếp tục. Ok, sau đó là nhập địa chỉ ví BSC nhé. Rồi chọn tiếp tục. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Thì với cái dự án này sẽ không có rep nhé, nên nó sẽ không có link tuyển rep. Ok.